Ok nha. Cái này Khải sẽ làm clip lại cho anh em. Hôm nay không live xem livestream được thì có thể xem lại nha anh em vào ngày mai nha. Ok, hello, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Duy Khải Gaming. Và ở cái phần này thì Khải sẽ lấy hạt Thúy Yên. Như hôm qua thì lần đầu tiên Khải đọc cái này hút nỗ lực này mid lần đầu tiên anh em. Giờ lần này Khải sẽ tiếp tục đọc hai cái nha anh em ơi. Này Khải sẽ đọc hai cái nha anh em ơi. Hai phát thôi. Hai phát không biết là cái lên vũ khí gì đây. Rồi thì tin đủ. Ôi Phúc Duyên rồi. Từ từ ạ. Ai từ từ ạ, đợi đâu ta, chỗ này đợi từ tí này mà Khải thêm Phục Duyên nữa. Phục Duyên rồi, thiếu 100 điểm Phục Duyên. Ôi ai còn Phục Duyên anh em ơi, bán cho vài cục anh em. Ai có bình Phục Duyên 20-150 gì không? Nhảy sang Tương Dương thôi nha. 3 vạn giảm giá anh em ạ. 3 vạn hả? 3 vạn nó bán nhiêu? Cái cục tiểu 10 điểm á, 10 điểm. Nó có bán đúng không? Đó. Ok. Mình còn ít đây. Để cho nó nuốt phục viên rồi mới đọc được nè. 100 phục viên một lần đọc tốn 50 điểm nè. Ra đao bao cho anh. Tháo đao ra, ok. Nên nói là tháo đao thì yên ra, ok luôn. Nuốt nè, nuốt phục viên nè. Rồi 120. Tháo cái đao ra. Ok, tháo đào bỏ ra. Rồi. Tay nó vứt đi. Xì đà. Rồi. Làm hai cái này mày. Anh Phương làm mấy quả để ăn chơi anh Phương? Vừa ăn rồi. Thế mà mày còn mấy quả? Còn. Đây. Rồi thế rồi. Ok. Làm hai nhát này mày. Nhanh gọn ép tam sắc thạch này. Mới sẽ lên được cái gì đây? Anh em đang xem thì ủng hộ một like chia sẻ nè mày. Nói chung một lần ép là tốn hơn 1,5 kim anh em. Hơn 1,5 kim thì nó khoảng tầm dao động khoảng 120 đến 140. Tùy theo giá thị trường tiền vạn hiện tại bây giờ thì nó khoảng một lần hón khoảng tốn 130. Rồi, vô. Biết ra gì nha anh em. Đào đúng không? Hình xui nè mày. Rồi, lên. Kiếm. Bà già đó, ok, kiếm như Khải cấp phôi, được Khải đọc được cấp 10 luôn nè. Kiếm đọc tiếp. Kiếm à. Kiếm thì đọc tiếp nè. Lần kiếm rồi nè mày. Trời ơi, rồi đã đưa kiếm lên cấp 10 nè. Sọt phẩm khám đạm. Kiếm nha. Rồi. Phát cuối nha anh em. Phát cuối nha anh em. Xin cái đại phong đao nào. Hồn kim tôn giả. Bói thì được cái gì rồi anh em. Khải sẽ bói sau góc màn hình thử gì là gì anh em. Khải sẽ bói ngay góc này nha. Đó. Lên nữa. Trong rừng bộ thủy tinh đó. Bộ thủy tinh khó anh em ơi. Bộ thủy tinh khó. Rồi bói. Đứng dưới đây. Đứng dưới đây. Chốt bài. Vô cái bóng này mày. Vãi rồi. Bà già nữa. Kiếm xong bóng này mày. Toàn này. Không ổn rồi. Thôi tiếp tục đó. Ngày mai tính tiếp nè. Kiếm bóng rồi nha anh em. Trời ơi. Tiêu kiếm bóng rồi. Vãi rồi. Lên là thành công là ok rồi. Mà không biết ra vũ khí gì. Nó mới ngược đời nè. Tại vì có đến 5 cây vũ khí là 5-7 cây vũ khí là nó hơi canh. Rồi ok. Chung là thất bại nè mà ra cái bóng rồi. Chung mất mớ tiền gần 300.000 không được gì. Rồi tiếp tục. Hãy đi giả tỏ nè mà, giả tỏ phải quân độ nè mày.